thế. Đi mà cái hũ rẻ này.
buồn. Nó bỏ nằm trước rồi. Không vỡ ra. Không vỡ ra. Để cho ba cái này. Cái này rồi mình mở cái tê. Là. Mẹ của mình. À, bán hàng rồi. Đi chợ. Đi chợ đi chợ đi chợ đi thoải mái. Muốn chọn vàng chọn. Tao mua vàng một thốt mình. 17 rồi. 7.000 ký nè. Ờ, không rẻ đâu. Này rẻ bữa tao mua 10.000. Bữa tao mua 10.000 luôn, chả biết từng mấy quá nữa con. Bữa trước cái khác chơi đó là cần ai cần nhổ nhiều. Ai nhiều ra. Nhiều giấm. Nhổ thì để lấy đất mà cái rau khác. Bắt đầu như lọ của mình. Để mà ăn sống cái này bác cũng như vậy này. Mình ăn những người Việt. Đặt những cái mũi ăn cho muối.